Chào các bạn nha, bữa nay mình sẽ nấu món mì Quảng. Nguyên liệu gồm sườn non, trứng, tôm. Gia vị gồm một muỗng cà no, một muỗng đường, muối, bột ngọt, tiêu, nghệ, tỏi, hành, dầu ăn, nước mắm, ớt, tỏi, lát mình giã nước mắm, chanh, ớt, ăn kèm rau sống, bánh tráng, đậu phụng rang rồi, mì Quảng. Bây giờ mình sẽ đi ướp gia vị nha. Bây giờ mình sẽ ướp gia vị nha. Mình sẽ cho sườn non vào. Tôm. Và mình sẽ đổ hết nguyên liệu vô luôn. Mình sẽ cho xíu mắm. Và dầu ăn. Bây giờ mình ướp trong vòng 15 phút rồi. Bây giờ mình sẽ bắt lên mình nấu nha. Mình sẽ đảo xăng lên. Bây giờ mình sẽ cho nước vào. Bây giờ mình sẽ nấu trong vòng nửa tiếng nha. Bây giờ mình sẽ giã nước mắm nha. Mình sẽ cho đường vào, tỏi, ớt. Mình sẽ cho vào luôn. Bây giờ mình sẽ giã nhuyễn. Ớt, tỏi, đường mình đã giã nhuyễn rồi. Bây giờ mình cho nước mắm vào. Bây giờ mình đã nấu trong vòng 15 phút rồi, mình sẽ cho trứng cút vào luôn. Và nấu thêm 10 phút nữa nha các bạn. Mình sẽ vớt cái bọt xung quanh ra nha. Bây giờ mình đã chín rồi các bạn, mình sẽ tắt bếp cho hành vô luôn. Bây giờ mình đã nấu xong rồi các bạn ơi, các bạn ăn chung với mình nha. Mình hấp dẫn không các bạn? Bây giờ mình sẽ ăn nha. Mình sẽ cho mì Quảng vô. Cho rau sống vô. Ở đây mình ăn rau mầm với lại bắp chuối nha các bạn. Cho nước vào.
cho đậu phộng vô. Cho miếng chanh vô nha. Để miếng cháo bỏ chung ăn nha các bạn. Đây ăn kèm với bánh tráng ngon lắm các bạn. Mời các bạn ăn chung với mình nha. Giờ mình sẽ ăn thử nha các bạn ơi. Ngon các bạn ơi. Mình sẽ ăn kèm với ớt xiêm nha các bạn. Ớt này nó không cay. Cay vừa. Nó ăn chung mì Quảng rất là ngon. Món này cũng dễ nấu các bạn. Các bạn nấu theo công thức của mình á, ăn rất là ngon. Ăn kèm miếng tráng rất là ngon đó. Ngon các bạn ơi. Ớt xiêm này nó không cay các bạn. Nó the the à. Ăn rất là ngon với bánh mì Quảng. Ngon các bạn ơi. Các bạn xem video hay nhớ đăng ký kênh cho mình nha, cho mình một like nha các bạn. Hẹn mấy bạn trong video tiếp theo nha. Chào tạm biệt các bạn.